Rồi chào cả nhà. Hôm nay cuối tuần cả nhà. Có dịp đi vòng quanh khu vực Aon ghé review cho cả nhà xem á. Giờ đang trên bãi xe đó nha. Đang bãi xe trên sân thượng đó nha. Giờ mời cả nhà đi để chúng mình đi vô trong cái siêu thị nha. Thấy không? Đông quá trời đông không? Thank you.
chào chú đi, chào chú đi con. Suy nghĩ gì? Dính gì suy nghĩ đông quá trời đông luôn. Tranh thủ hàng giảm giá đâu quá trời luôn. Chứ thường con gái mắc cỡ. Dễ thương mà. Hạt đó hả? Anh đi chị đây. Mẹ kia đâu?
Cái đóng rồi đó mình nghe. Nghe phải không? Giấy hả? Thank you.
rất rộng như vậy. À, coi hả? Mày biết muốn lại coi. Làm 7 ly coi rồi về. Dạo vòng cả nhà nha. Cái gì? Ai biết? Mua mấy ly mua. Sống rồi. Maybe. Được nhiều được vừa. Coi chiếc mặt kìa. Sửa coi
đến trước được thôi. Rồi cả nhà ơi, nãy giờ đi cũng một vòng rồi cả nhà. Giờ lên xe lấy xe rồi mình về cả nhà. Có gì hẹn ở nhà lấy sau nha. Thích thì cho cái like, cái đăng ký đi, tạo động lực làm cái clip hay hơn. Bye bye cả nhà nha. Rồi bye bye. Tạm biệt cả nhà. À, đang ở trên sân thượng nè. Giờ đã về hết rồi. Chào bye bye cả nhà nha. Bye bye.